Xin mến chào cả nhà đã quay trở lại kênh Mỹ Anh Cuộc Sống Pháp. Hôm nay mình muốn giới thiệu với cả nhà một cái chợ ở cách nhà mình đi có khoảng chừng 3 tiếng lái xe. Ở một cái thành phố này rất là nổi tiếng, Bordeaux. Ở đây cái thành phố này là một cái thành phố ai mà thích uống rượu vang là đều biết cái thành phố này. Xin mời cả nhà theo chân mình nhé, để tham quan cái chợ này có cái gì đặc biệt nha. Bonjour. Ở đây bán mình bán tới mấy giờ mới nghỉ chị? Đây thì quanh năm hay sao, hay là mùa hè mà giờ đâu có còn mùa hè? Ok. Mùa hè thì chỉ là ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật, hai ngày đó có lý ha. Ở đây là mình thuê một cái chỗ vậy đó, hoặc không có thuê hả? Không có thuê hả? Gì có lý gì ta? Nhưng mà mình phải đóng tiền, mình phải đóng tiền chỗ chứ hả? Không luôn á hả? Phải đóng chứ dễ gì nhà nước cho mình không vậy? Cái gì vậy? Bánh bao một cái bao nhiêu? Cô bán cho con 5 cái bánh bao cô. Dạ. 5 cái là nhiêu? 5 cái là nhiêu? 12,5. Con gửi tiền cô ấy. Dạ. Nhớ cái cô kia 25 đồng. Dạ dạ, không có sao không sao. Dạ. Chỗ luôn á. Cô làm cho bỏ con đem lên xe ăn được không cô? Ôi này nhìn ngon quá nè. Chị cho em mở ra em coi em quay cái được không chị? Mở ra quay cái rồi đóng lại. Nhìn ngon quá chứ. Dạ. Con nhiều quá. Dạ. Đúng rồi. Cái này bánh đúc. Rồi cảm ơn chị. Là đi con tuần ấy. Bánh ba chứ nghỉ à? Bánh ba nghỉ. Nhìn tiền một chút. Bao nhiêu? Con dở phải không? Cái này
là người cha mẹ tạo là sao? Là giống ông này hả? Đừng có để ớt cho con. Ủa sao nãy ai đòi? Hoặc là người kia. Ủa người nào mua mỏ nữa hả? Người dạ. Con mua mỏ hả? Một người ớt, một người không ớt, người này là ớt mà người này không ớt. Tiếng Campuchia, tiếng Việt, tiếng Pháp. Nếu mà biết được một người mà biết được ba thứ tiếng là cũng quá ngon. Đúng không? Nhưng mà nói thôi chứ không biết chữ. Không biết chữ. Dạ, còn mà vậy cũng tốt rồi chú. Nói được là tốt rồi. Nói tiếng Thái luôn, tại ở Thái Lan 1.5 năm. Nói tiếng Anh luôn, học luôn tiếng Anh luôn. Bây giờ đâu có ai nói chuyện, quên hết mạng rồi. Gặp Pando Sabadi Kum, gặp Thái Lan Sabadi Kham, còn gặp Campuchia Chum Diep Su Sok Tawai, gặp Mỹ thì Hello, rồi gặp Pháp thì Bonjour, Việt Nam chào cô, chào chị. Nãy cô nhìn cô tưởng cô chú là người Tam á, không mà chú gốc của tàu. Đây là cái bánh bao nãy mình mua nữa cả nhà. Giờ mình ăn thử, giờ đói bụng giờ ăn thử. Sáng giờ cũng chưa ăn sáng. Ăn cũng được, cũng ngon, ăn được cả nhà. Mình to ăn to quá. Mình để lên cho nó bự lên cái mặt mình. Đó, nó cực nhiên quá lớn luôn. Lưỡi thì cũng được, tính ra cũng được. Lâu lâu đi mình mua ủng hộ. Nó xa xa đây cũng có đồ ăn nữa nè. Bán nhiều thứ lắm cả nhà. Cái gì? Cái đó là gì? Ủa cái này cái ruột hay cái gì vậy? Cái này cái dầu trường cái gì nè đó hả? Mai vừa dầu trường đúng không? Hết, còn hết cô. Cái này còn hết cô. Một bọc hộp đó hả? Cô ơi, cho con một. Madame, est-ce que je peux avoir une boîte de... Oui. Une boîte.
je pense à mes jeux mélangés, voilà. Ouais, mélangés. Madame, hein? Bah, je sais bien ça, mais c'est pas pareil, hein. Il y en a. Il y en a, là, avec la boîte, là. Est-ce que je peux avoir 1 euro, ajouter ça? Oui, comme mes moyens, oui, comme mes moyens. Je voudrais un petit peu, pour ajouter ça, encore 1 euro, je vous donne 6 euros. Parce que moi, j'aime bien ça. Mais bon, c'est vraiment bien, c'est pas bien. Voilà, 6 euros. Ủa, cô mua 6 euro ạ. Trời, cái hộp của cô được quá nè. Hấp dẫn đúng không? Chị đông mấy hộp? Chị đông một hộp. Không có, ừ, không có. Mì dừa nè. Vous êtes vietnamienne ou Laotienne. D'accord. Et le maïs, c'est le maïs français ou Vous êtes de quelle origine? Oui. Vous êtes de quelle origine? Thaïlandaise. Ah. Et vous, c'est français? Oui, c'est vous. Cả nhà thấy hai cái bác này, cái bác gái này là người Thái Lan, còn có các cái người về chồng đó là người Pháp. Và bán cả nhà công nhân sạc cút dùng pochette chủ biết là cái lượng khách mà bán nó rất là đông. Lại công nhân là anh ơi rồi hấp dẫn cả nhà à là banana 2 euro je pourrais prendre deux comme ça mais vous coupez comme ça. Và mét in vát cũng cũng sao cho mong cho mong sợ tôi suýt mà tôi tan cọc mít nhá. Oui monsieur assiette non assiette oui comme ça bah pour que je fais manger à tout le monde. ça fait 4 euros madame. Oui 4 euros. C'est quoi la madame? Hein? Gâteau? Vous êtes de quelle origine? Ah d'accord. C'est le maïs jaune. Oui. Là mình nãy cô có hỏi rồi.
Đây là củ sắn cả nhà ơi, trời ơi mừng quá. Lâu dữ lắm, không biết bao nhiêu năm rồi, không có ăn củ sắn. Impossible. Một ký nữa về ăn mới được. Madame ạ, nó non dữ lắm, ở đây người ta trồng đó cả nhà. Một ký này là 3 đồng ký. Merci. Cả nhà thấy không? Đây là một cái bảng người ta ghi nè, nhiều thứ một đồng lắm đó cả nhà. Rau rau muống cũng thấy một đồng một bó. Thấy người ta bó như vậy đó là một đồng một bó cả nhà. Nhung, mẹ mua cái này về trồng. Mua về nè, em có rễ nè, em lấy em trồng được á. Rẻ hơn ở ngoài tiệm tàu nhiều. Ồ, mua rau dữ hả? Dạ, không muốn. Đồ này ở nhà vườn người ta trồng rồi xong rồi đem ra người ta bán. Thích quá. Chào người Việt Nam. Giờ này mà ăn chứ. Thôi. Hả? Rồi. Có xôi đó chứ, thường bánh xèo đổ tại đây. Nhìn ngon quá nè. Nhớ Việt Nam phải không? Ăn cho đỡ nhớ Việt Nam. Có bánh xèo đó, bánh xèo Việt Nam, bánh xèo tôm, gà. Bánh xèo với bánh ướt nè. Nói xong. Chỉ nói đâu cũng được, chứ sao. Bonjour hai chị. Dạ. Hai chị cảm thấy hôm nay hai chị đi cái chợ này như thế nào? Dạ, cái không khí của nó giống như ở Việt Nam vậy đó. Đây là bánh cuốn rồi hả, chè bánh lọt rồi bún thịt nướng và còn giá cả thì thấy bình dân. Dạ, giá cả rất là bình dân. Vậy là ăn ngon đó phải không chị? Dạ. Chất lượng vừa ngon vừa rẻ nữa. Dạ vừa ngon vừa rẻ mà cũng không khí nó rất là thiên nhiên. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, chúc chị ăn ngon miệng. Bonjour monsieur. Chào cô. Chào em. Chào em. Chào lần đầu chứ. Comment vous trouvez le marché ici? Oui, le marché. Très bien. Il y a plein de choses. Pan bao, c'est délicieux. Bon, ouais. Merci. Et pour le prix, c'est ça va ou? C'est pas moi qui payais, c'est ma femme. Mais je pense que oui. Alors, c'est votre femme là, elle est là. Moi, je suis occupée pour manger. Mais c'est incroyable, le marché ici. Vous pouvez parler en vietnamien? Dạ, được. Số 1. Số 1 hả? Lần đầu tiên con đi chợ Việt Nam mình thấy có tất cả rau củ quả, đồ bún thịt nướng, tươi, bánh tươi mì ngon, Việt Nam. Có một đồng một bó rau thiệt to, ưng nhất luôn. Con mà con biết á hả, nó bán nhiều vậy, con mang một cái thùng càng to quét ở chợ luôn. Đó. Toàn người Việt không, ai cũng dễ thương. Rồi thôi chúc em đi tham quan chợ vui vẻ nha. Dạ. Mua được nhiều đồ. Dạ. Mình ưng ý nha. Dạ, rồi bye bye. Bye bye. Đây người đẹp này ăn gì đây? Bún thịt nướng hả? Cho mình hỏi thăm xí nha. Bạn từ đâu đến? Việt Nam. Trời. Mình nói ăn ngon không? Cái này ăn ngon rồi, bình thường thôi, nói bình thường. Cái này mua bao nhiêu một hộp này? Mấy đồng? 7 đồng không?
Thôi để tôi qua phỏng vấn ông xã của chị ha. Xin chào, xin chào. Xin chào. À, ngon không? Có ngon không? Rất ngon. Rất ngon. À, ok, số 1. À, còn bao nhiêu một hộp? Không biết hả? Ai trả tiền? Em trả hết mà 25 mà không biết. À, vậy hả? À. À, mà thấy có rẻ không? Ok. À. Thích lắm hả? Thích lắm. Rất quý vị. Thôi chúc cả nhà ăn ngon miệng. À, xin chào nha. Bye. Cả nhà thấy đồ ăn thấy ngon không? Nhìn nó thấy thèm ha. Ăn thì cũng được, không phải là ngon dữ nhưng mà ăn cũng được. Chủ yếu là vui. Đi tới đây gặp người Việt Nam nói chuyện là thoải mái luôn cả nhà. Giờ là tới mình ăn nè cả nhà. Mình mua hai cái cánh gà nướng là 2 đồng một cái, 1 đồng. Còn cái hộp này á thì 7 đồng. Nó trong đó nó có nem nè, thịt nướng, rau củ, bún rồi nha. Ăn của mình. Nè, cô đang ở đâu? Cô nói đi, cô đang ở đâu? Đang ở lắc của bọc đô. Cô đang ăn món gì nè? Món này là món bún thập cẩm, gồm có thịt bò nướng, nem nướng và thịt heo quay, rau củ trong đây đầy đủ, nước mắm, ớt. Ngon cô. Rất là ngon. Rất là ngon. Rồi nè, gỏi này là gì nè? Đây là hành quả. Đây là cái này là cánh gà. Bây giờ còn xương không? Còn xương không mà hai cái cánh gà còn xương không? Quay quạt cảnh. Nè mọi người thấy không? Quá trời đông nè. Tới trưa là đông nha, là bốc số á.
Mình xin kết thúc video tại đây cả nhà nhé. Cả nhà nhìn thấy xa xa kia không, là màu xanh xanh đó là cái hồ. Cái hồ này lớn lắm cả nhà. Ở trên đây là cái công viên này có khoảng đất trống nên người châu Á mình qua đây rồi thành lập một cái chợ. Rồi chính phủ ở đây nó thấy này nó coi như là một cái truyền thống của châu Á mình nên nó cũng bỏ qua. Đó, cả nhà thấy bây giờ đi bắt đầu là quá trình đông luôn theo. Bây giờ là mình phải đi chỗ khác tham quan rồi nên mình phải từ giã ở cái chỗ này. Tôi xin chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nhé. Hẹn cả nhà video tới. Nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh Mỹ Anh Cuộc Sống Pháp nhé. Thân ái chào tạm biệt.